Vườn trà cổ Tam Đảo xin chào tất cả các cô, các chú, các anh, các chị yêu hoa trà. Hôm nay vườn trà cổ Tam Đảo tiếp nhận một vị khách đặc biệt. À, đây là một vị khách đặc biệt mang quê hương Phú Thọ và giao lưu tại vườn trà cổ Tam Đảo. Thì chú hôm nay chú lấy một số cây dòng lựu điểm tuyết, phấn cung đình, phấn sen và phấn hồng phấn cổ. Các loại cây giống, các loại cây từ 2 năm rưỡi đến 3 năm tuổi về chơi. Thì vườn chúc chú là trăm cây mạnh khỏe và phát triển tốt. Tặng chú một cây phấn cung đình nhỏ nhỏ về để làm giống. Thôi em vườn trà cổ Tam Đảo xin phép kết thúc video, chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Mọi người mua các con giống mặt hoa này có thể liên hệ đến vườn trà cổ Tam Đảo. Mời mọi người ngắm thiển, cụ thiển, an tọa. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Đây chú cho cháu lời phát biểu hôm nay đến vườn à. Biết phát biểu như này. Con giống của vườn cháu hay đảm bảo. Giống vườn đẹp và coi như là khỏe mạnh. Vâng, cháu chúc chú chăm chú nhá. Cháu cảm ơn chú ạ. Vâng. Chú có thể nhiều dịp giao lưu với các tất cả mọi người hơn. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Chú đang